đầu năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh liên tiếp vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng mạng vì việc chậm giải ngân tiền từ thiện bảo lũ miền Trung và nhiều lùm xùm khác xung quanh. Sự việc này chưa qua được bao lâu thì mới đây, nam danh hài lại tiếp tục bị dân mạng tố vẫn đang nợ tiền vật liệu xây dựng nhà thờ tổ chưa trả. Hiện chúng tôi đang liên lạc với phía nam danh hài để tìm hiểu thực hư vì đây mới chỉ là thông tin đấu tố đơn phương và chưa chắc chắn từ phía Netiren. Trước luồng thông tin này, nhiều người không khỏi tò mò nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh hoành tráng, xa hoa đến cỡ nào. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 9 thành phố, Hồ Chí Minh, vị trí nhà thờ tổ nghệ sĩ Hoài Linh xây dựng nằm trong quy hoạch đất nông nghiệp kết hợp với nhà ở kinh tế vườn nên chỉ cho phép chuyển đổi 10% diện tích sang đất nhà ở. Với quy định này, nghệ sĩ Hoài Linh chỉ được chuyển đổi 700m2 sang đất ở trong tổng số 7.000m2 đất nông nghiệp đang có và mật độ xây dựng sẽ thấp hơn con số 700m2. Ảnh, siêu tầm